Minh Đường Tử Vi mến chào các quý ông tuổi Mậu Thân. Chúc các quý ông tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý ông đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý ông có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong năm mới sắp tới, mời các quý ông cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Mậu Thân 1968 năm mạng. Bước sang năm Quý Mão 2023 tuổi Mậu Thân 1968 năm mạng là 56 tuổi âm lịch và 55 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành, Xét về thiên can, mậu gặp quý, tương sinh, rất tốt. Vận khí ngày càng hanh thông, công việc làm ăn thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần đều bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Xét về địa chi, thân gặp mão, bình hòa. Không sung không khắc yếu tố, địa lợi tốt lành, ít rào cản khách quan, mưu sự hay hành sự đều tại nhân, tự bản thân nỗ lực mà thành. Xét về ngũ hành, đương số mệnh thổ, gặp năm kim, được tương sinh, rất tốt. Vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, dễ khẳng định uy tín trong tập thể, tài khí cũng vượng, dễ sinh sôi nảy nở. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý ông tuổi mậu thân, có thể coi là một năm hanh thông, thuận lợi. Công việc của quý ông có những bước phát triển mới, khiến cho quý ông tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Sự nỗ lực của quý ông ắt sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp quý ông chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền tài nảy nở. Sao chiếu mệnh, trong năm quý mão 2023, tuổi mậu thân 1968, nam mạng, bị sao thổ tú chiếu mệnh. Đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn, quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn ngũ mộ, là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Bước sang năm quý mão 2023, quý ông tuổi mậu thân 1968, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Xét về vận trình sự nghiệp của quý ông tuổi Mậu Thân 1968 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Mậu Thân có con đường công danh, sự nghiệp như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh và các mối quan hệ rộng rãi, quý ông tuổi mậu thân, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, quý ông tuổi mậu thân, đón nhiều vận khí cắt lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa vừa gặp được cục diện ngũ hành tương sinh thiên can tương hợp hỗ trợ lại thêm từ vi cắt tinh soi chiếu dẫn đường chỉ lối cho nên quý ông tuổi mậu thân cứ thế mà làm ăn thuận lợi mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác trục trặc khó khăn cản trở như trước đối với những người làm công ăn lương công việc suôn sẻ được tập thể ghi nhận công lao nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể nếu có ý định thay đổi công việc bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thanh long và thiên phúc. Quý ông có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp, đầu tư làm ăn mới. Năm quý mão 2023, cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Có thể thấy, năm này với quý ông tuổi mậu thân, sẽ gặt hái được thành công. Nhưng quý ông cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chướng tay, ngứa mắt mà gây hại mình. Quý ông cũng chớ nên tin theo lời nịnh bợ của người ngoài, kẻo rơi vào bẫy răng sẵn lúc nào chẳng hay. Xét về vận trình tài lộc của quý ông tuổi Mậu Thân 1968 trong năm Quý Mão 2023. Quý ông tuổi Mậu Thân, bước sang năm Quý Mão 2023 cho thấy vận trình tài lộc nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình năm này là thời điểm lý tưởng để quý ông tuổi mậu thân cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính tài lộc của quý ông tuổi mậu thân nhìn chung tiến triển rất tốt các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng quý ông chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng người làm công ăn lương cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp trong công việc mà được thăng chức tăng lương quý ông trở thành tấm gương cho mọi người học tập là người dẫn đường chỉ lối cho tập thể người kinh doanh buôn bán làm nghề tự do có một năm buôn may bán đắt tiền bạc thu về không ít giúp cho túi tiền không ngừng đẩy lên quý ông cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình tuy nhiên trong năm này quý ông tuổi mậu thân cũng cần chú ý vì có thời điểm gặp khó khăn bị vận khí xấu tác động nên không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn lời khuyên cho quý ông tuổi mậu thân trong năm nay là chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn tài lộc sẽ được nở rộ nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá tham thì thâm đặc biệt trong năm này với sự tác động của hạn ngủ mộ chủ về hao tán tài lộc quý ông cần phải chú ý hơn có kế hoạch trong cách quản lý về tài chính nếu như có người khác vay mượn về tiền bạc thì nên tìm cách từ chối khéo léo nếu không sẽ gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về trong năm 2023, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Mậu Thân 1968, trong năm Quý Mão 2023, bước sang năm quý mão về phương diện tình cảm gia đạo của quý ông tuổi mậu thân cũng khá tốt thiên hỷ các tinh chiếu mệnh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người thêm của thêm con thêm cháu tình cảm gia đình hài hòa các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu chia sẻ với nhau trong mọi việc nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có ít xung đột lớn nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng đối với quý ông đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa cặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới đi đến đâu cũng được yêu mến khả năng cao quý ông trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau sống hạnh phúc quãng đời còn lại quý ông tuổi mậu thân đã biết chân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay tình thân tình bạn tình yêu những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với quý ông tuổi này Xét về vận trình sức khỏe của quý ông tuổi mậu thân 1968 trong năm quý mão 2023. Năm 2023, quý ông tuổi mậu thân có vận trình sức khỏe có chút gập ghềnh, Hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Nếu có đau ốm cũng mau lành, do gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Có điều, trong năm này đối với quý ông tuổi mậu thân, cần lưu ý tác động của tử phù là hung tinh, khiến cho bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm giao kéo nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Năm này quý ông cũng đang có điểm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên quý ông cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận về đồ đạc, rất dễ bị trộm cắp, đề phòng kẻ gian, chú ý đường sông nước, kẻo gặp họa về đuối nước. Quý ông tuổi mậu thân trong năm này, nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm, hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, quý ông cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi mậu thân, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi mậu thân 1968, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi mậu thân, nam mạng, xuất hành hợp vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi mậu thân, nam mạng. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi mậu thân, nam mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo, và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi mậu thân, nam mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi mậu thân, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu thân 1968 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Mậu thân. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi mậu thân 1968, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi quý dậu, sinh năm 1993. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại trạch thổ, gặp kiếm phong kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, mậu gặp quý, tương sinh, rất tốt. Địa chi, thân gặp dậu, bình hòa, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi mậu thân 1968, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi giáp tý 1984, để sông đất. Tuổi mậu thân 1968, nam mạng, trong năm 2023, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, sẽ phạm đại kỵ tam tai, năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý ông tuổi mậu thân trong năm này, phạm hoang ốc, ngũ thọ tử không nên xây nhà sửa nhà trong năm này. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Quý Mão 2023 này, tuổi Mậu Thân 1968, Nam Mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngủ mộ và sao thổ tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với tuổi Mậu Thân, Nam Mạng. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tồn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần, hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý. Mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi mậu thân 1968 năm mạng trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhớ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải, tai bay vạ gió, rắc rối trồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng chấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản quý ông tuổi mậu thân 1968, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng. Sao thổ tú, dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao thổ tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao thổ tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao thổ tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn theo các chuyên gia phong thủy thời gian cúng giải hạn sao thổ tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên Ngày sao thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cũng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu bạn giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Vận trình từng tháng của tuổi Mậu Thân 1968, năm mạng trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thân, Nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tổng thể con đường tài lộc của quý ông tuổi Mậu Thân tương đối lý tưởng trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân quý ông tuổi mậu thân chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn tuy nhiên đây là tháng xung của tuổi bổn mạng công việc có chút xáo trộn quý ông cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng nhiều bởi các hung tinh thì tốt nhất quý ông tuổi mậu thân nên cẩn thận về tài sản đồ đạc cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, Nam Mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi mậu thân trong tháng này tương đối tệ. Trong tháng này quý ông dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân xa suốt do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Vì vậy, khuyên quý ông tuổi mậu thân, nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, Nam Mạng. Quý ông tuổi mậu thân trong tháng 3 âm lịch này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc khá vượng, dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp thân tí thìn, quý ông vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản, bản mệnh không gặp các bệnh tật gây khó chịu. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người có sức khỏe kém cũng có thể cải thiện rất nhiều sức đề kháng trong tháng này. Tinh thần của quý ông cũng trở nên tốt hơn và thoải mái. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, nam mạng. Vào tháng tư âm lịch, đối với quý ông tuổi mậu thân có vận trình tình cảm phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tình thiên hỷ, các quý ông tuổi mậu thân không phải vất vả nhiều, mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Đặc biệt, trong tháng này, một số người làm việc trong các công ty tư nhân, có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Bởi vậy, quý ông có thể nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc thư giãn cùng nửa kia. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi mậu thân trong tháng này có phần xa sút bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp và ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, xa sút Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Vì vậy, quý ông tuổi mậu thân nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân càng sớm càng tốt. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý ông tuổi mậu thân đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con khỉ đã tăng lên đáng kể. Trong tháng này, quý ông tuổi mậu thân sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Bạn có thể làm quen với một số nhân phẩm mới tốt đẹp thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ. Vận may trong tháng rất mạnh. Nếu như các quý ông tuổi mậu thân biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bạn không chỉ có thể thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, nam mạng. Tình hình sức khỏe của quý ông tuổi mậu thân 1968, trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, phá hoại, con giáp 56 tuổi có thể bị ốm bệnh, say nắng, mệt mỏi do không chịu nổi ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trong tháng này. Một số người sức khỏe không tốt còn bị mất nước trầm trọng, thậm chí bị sốc do không chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống say nắng và bổ sung nước kịp thời khi ra ngoài. Sự tác động của tử phù rất mạnh, quý ông tuổi mậu thân trong tháng này, cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm. Đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, tuổi mậu thân, nam mạng. Đối với quý ông tuổi Mậu Thân bước sang tháng 8 âm lịch, về vận trình tài lộc có thể bị cản trở. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao, một số người sẽ có những công việc phát sinh ngoài ý muốn, điều này sẽ làm hao tài tốn của hoặc thâm hụt trầm trọng trong tháng này. Đặc biệt, trong các vấn đề có liên quan đến đầu tư tài chính, quý ông có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng vào thời điểm. Vì vậy, quý ông tuổi Mậu Thân cần chú ý quản lý tài chính tốt hơn nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư, thì cố gắng không tham gia càng nhiều càng tốt, kẻo gây ra tổn thất nặng nề và không thu được lợi nhuận như mong muốn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, tuổi mậu thân, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của các quý ông tuổi mậu thân trong tháng 9 âm lịch này lại có được sự thăng hoa. Với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt đức, tài tinh, giúp cho các quý ông tuổi mậu thân có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể. Bản mệnh thường có được cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình ở nơi làm việc. Vì vậy, đối với quý ông cần phải biết nắm bắt thời cơ, và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của quý ông ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, tuổi mậu thân, nam mạng. Tử vi cho thấy, với các quý ông tuổi mậu thân trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc quá ổn định nhưng bản mệnh tuổi mậu thân cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý ông tuổi mậu thân được cải thiện đáng kể, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, giúp cho quý ông thu được lợi nhuận trong việc đầu tư tài chính. Không những vậy, trong tháng có ngủ hành tam hợp phù trợ, giúp cho thu nhập của những người kinh doanh, buôn bán, cũng thăng lên gấp nhiều lần so với các tháng trước đây. Về cơ bản quý ông không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc trong tháng này. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thân, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của quý ông tuổi mậu thân có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của sao mục đức, giúp cho quý ông có được tiền bạc dùng dính. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người đi trước. Đồng thời quý ông tuổi mậu thân công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý ông có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc, ở tại thời điểm này trong tháng này quý ông tuổi mậu thân, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy. Vì vậy, khuyến cáo những người tuổi mậu thân nên hạn chế đến những nơi đông người. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi mậu thân 1968, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý ông năm mới an khang, thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại